Một lần nữa, Mai Tuấn xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam Airlines vừa cho biết là năm nay có thể sẽ thu lỗ hơn 600 triệu Mỹ Kim. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam có thể thua lỗ từ 14 tới 15 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 600 triệu Mỹ Kim vì đại dịch COVID-19. Hãng tin Reuters đã đưa tin như vậy hôm 26 tháng 11. Và hãng tin này đã dẫn lại tuyên bố của chính phủ Việt Nam nói trên website rằng có thể phải mất tới 3 năm để hãng hàng không này hoàn toàn hồi phục sau khi chịu tác động bởi corona. Vào tuần trước, thì theo báo cáo chí trong nước, Quốc hội Việt Nam đã đồng ý với kế hoạch giải cứu Việt Nam Airlines. Và theo đó, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn gia hạn để các nhà băng cho hãng hàng không quốc gia vay. Đồng thời, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được chỉ định tham gia đợt tăng vốn của Việt Nam Airlines. Theo bản tin VN Express, trong 9 tháng đầu năm, hãng hàng không này đã báo lỗ 10.750 tỷ đồng, tức là khoảng 500 triệu Mỹ Kim. Đến hết tháng 9, thì Việt Nam Airlines vận chuyển 10.2 triệu khách hàng, tức là khoảng 58.8% cùng với thời kỳ năm ngoái, và doanh thu chỉ đạt có 24.000 tỷ đồng, tương đương với 41.7% mà thôi của năm vừa qua. Bản tin khác liên quan đến những trận lũ lụt vừa qua tại miền Trung, và chính phủ cần phải cung ứng hàng nghìn tỷ đồng để tái thiết lại. Đề nghị hàng ngàn tỷ đồng sẽ được chi, được đưa ra tại hội nghị thúc đẩy phục hồi sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiệt hại bão lụt hôm 27 tháng 11. Theo thống kê, thì các cơn bão cũng như các cơn lũ từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11 ở miền Trung đã làm cho hơn 1.500 ngôi nhà bị đổ, gần 240 ngôi nhà bị hư, trong đó lĩnh vực nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một quan chức của tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thì đợt mưa bão vừa qua khiến cho địa phương này thiệt hại khoảng 5.500 tỷ đồng. Và tại hội nghị, lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hỗ trợ 500 tỷ đồng khôi phục sản xuất, và về lâu dài thì cần khoảng 1.400 tỷ đồng. Còn tỉnh Quảng Tín thì đề nghị hỗ trợ khoảng 72 tỷ đồng. Và hỗ trợ tổng thể là cần đến ít nhất khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Bản tin sau cùng liên quan đến thành phố Sài Gòn, đó là khu vực Hồ Con Rùa ở thành phố sẽ biến thành phố đi bộ. Thông tin nói trên được ông Phạm Thành Kiên, là bí thư quận 3, đã nói tại buổi làm việc với đoàn làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên sáng hôm 26 tháng 11 vừa qua, khi đề cập đến chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận sắp tới. Theo ông Kiên, thì ý tưởng biến khu vực Hồ Con Rùa trở thành phố đi bộ phát xuất từ việc chính quyền quận 3 làm việc với các phường và ý kiến của người dân cũng như cán bộ trên địa bàn của quận này. Đây là một trong những quận nằm ở trung tâm thành phố, gần với nhà thờ Đức Bà. Và thưa quý khán giả, khi nói đến Hồ Con Rùa thì chắc cũng rất nhiều quý vị cũng như cá nhân của chúng tôi đều có một hình ảnh, và không ít nhất là nhiều lần thì cũng một vài lần đi chung quanh bằng xe hơi hoặc là tản bộ. Có khi như chúng tôi trước năm 75 cũng đã có dịp bước lên cái khu vực này, chỗ cái Hồ Con Rùa. Và chúng tôi rất nhớ cái hình ảnh này gần với nhà thờ Đức Bà, cũng như thế là, nếu chúng tôi không lầm, trước đây hình như là gọi là con đường Duy Tân thì phải, gần với Đại học Luật. Nói về quê hương cũ và thành phố cũ, nhất là thành phố Sài Gòn, thì không thể nào mà chúng ta có thể quên được những kỷ niệm chúng ta có khi còn là học sinh, còn là sinh viên, cũng như sinh sống làm việc ở tại đó. Giờ thì đã xa quá xa, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng được chấm dứt phần tin ngày hôm nay. Kính chúc quý khán thính giả thật nhiều sự may lành, và nhất là may lành không bị virus corona
lây nhiễm cũng như giữ cho những người khác. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.